Thưa quý vị, sáng nay ngày 16 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Kiến Tường hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Đến dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoàng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Quang Giang Điền, về phía lãnh đạo tỉnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An. Giai đoạn 2011-2020, thị xã Kiến Tường đã huy động trên 375 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó người dân đóng góp 125 tỷ đồng. Nhờ đó mà đến nay, 100% trục đường xã ấp đã được nhựa và bê tông hóa, 100% trục chính nội đồng, đường xóm ấp đã được cứng hóa, 12 trên 14 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia, 100% các hộ dân có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố, 86% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 92% số hộ dân được sử dụng nước sạch. Đáng chú ý, tính đến cuối năm 2021, thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn của thị xã từ 16 triệu đồng một năm nay đã tăng lên 53 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,56%. Khi được hoàn thành nhiệm vụ được nông thôn mới được công nhận rất là phấn khởi. Để cho người dân mua bán rồi làm nông nghiệp đồ cũng rất là thuận tiện cho người dân vận chuyển hàng hóa đồ rất là tốt. Đó là cái điều kiện để cho bà con đời sống được phát triển tốt hơn nữa. Trong sản xuất nông nghiệp, thị xã Kiến Tường đã được quy hoạch dùng lúa chất lượng cao và ứng dụng công nghệ cao kết nối với các doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, thu hút hai doanh nghiệp đầu tư tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp và gần 300 doanh nghiệp hoạt động đã giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động trong vùng đồng thấp 10. Với kết quả đạt được, thị xã Kiến Tường đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đây là tiền đề để Kiến Tường tiến tới đô thị loại 3, xứng tầm là trung tâm kinh tế khu vực đồng thấp 10 và tuyến biên giới giáp nước bạn Campuchia. Chúng tôi cũng đang cố gắng để làm sao các mỗi địa phương đừng nghĩ rằng chúng ta chỉ dừng lại ở nông thôn mới, mà chúng ta phải làm sao biến cái nông thôn đó trở thành một di sản giữ gìn được một cái hồn cốt để chúng ta bàn giao lại cho thế hệ mai sau. Là nếu đô thị là nơi so sánh đẳng cấp văn minh của quốc gia này với quốc gia khác, thì nông thôn là nơi so sánh cái đẳng cấp văn hóa, cái truyền thống của một quốc gia này với một quốc gia khác. Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, định hướng của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm cho rằng, đây sẽ là động lực để đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị xã Kiến Tường và tỉnh Long An tiếp tục tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Tôi đề nghị thị xã Kiến Tường nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa những ý kiến phát biểu, chỉ đạo, định hướng của đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại buổi lễ này, đặc biệt là phải tiếp tục đưa ra những định hướng, các giải pháp, kế hoạch cụ thể để tiếp tục thực hiện nâng cấp các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được theo hướng kiểu mới, từ đó tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân và cả hệ thống chính trị tích cực, chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt để người dân thấy rõ vai trò chủ thể cũng như quyền lợi và trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thị xã Kiến Tường đã tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới của thị xã.